Hai, chào các bạn đến với kênh Đẹp Vừa Chưa TV nha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cái con đường mà đỡ đi vô khu công nghiệp Phước An nè các bạn. Đó, đây là cái cua đỡ chúng ta rẽ vào cái khổ khu công nghiệp Phước An nha. Đây, đây là ngay cái A3. Đó, đây là cái chỗ mà để chúng ta ghé vào khu công nghiệp Phước An nè các bạn. Thì cái chỗ này hầu trước giờ là nói chung là dân cư ở đây nói chung cũng khá là thưa thớt, chứ cũng không có đông như bây giờ. Nhưng mà nhờ được cái khu công nghiệp Phước An mình thành á, nên bây giờ là dân cư họ đến họ ở rất là nhiều, đường xá rồi nói chung là cũng được mở rộng ra. Cái chỗ cái đường vô khu nghiệp Phước An thì có qua một cái chỗ đường đèo công nghiệp Phước An. Đó, đây chính là cái chỗ cầm khu công nghiệp Phước An các bạn. Dân ở đây thì mình đang thường nói là khu công nghiệp Phước An, nhưng mà cái tên thật chắc của nó là công nghiệp Phước An nha các bạn. Đó, và đây là nói chung là công ty doanh nghiệp ở trong đây là mở khá là đông. Đó, mình sẽ đi vào bên trong đây mình quay cho các bạn xem. Đó, thì cái video này mình quay thì những bạn nào mà có nhu cầu mà đi lên khu công nghiệp Phước An đỡ xin việc làm hay là đi tìm những cái công ty trên đây thì đây là cái video mà có thể giúp ích các bạn. Thì các bạn muốn lên trên cái chỗ khu công nghiệp Phước An này á, thì ngay chỗ cái ngã ba Vô Trì, các bạn đi lên cái hướng đường lên bên trên Văn Canh, rồi tới ngay cái tầm cỡ đi khoảng cỡ 600m thì nó tới ngay một cái chỗ ngã ba để mình vơi đó. À, các bạn để phải là các bạn có thể đi vào cái khu công nghiệp đây được rồi. Thì nếu bạn nào mà không biết thì các bạn có thể lên ngay chỗ ngã ba Vô Trì, các bạn hỏi thêm thì dân ở đây thì người ta sẽ chỉ cho các bạn. Công ty mở khá là nhiều đó các bạn. Đó, thì qua cái video này, những bạn nào mà có hầu giờ mà chưa biết cái khu công nghiệp Phước An nó ở đâu á, các bạn qua cái video này các bạn có thể biết được nha. Thì khu công nghiệp Phước An này thì nói chung là công ty doanh nghiệp cũng nhiều, nhưng mà nhiều thì cũng so với ở cái khu Phước An đây thôi, hay là Phước Thành, so với khu Phước Thành rồi thôi. Thế còn công ty doanh nghiệp ở đây thì nó ít hơn cái khu công nghiệp Phú Tài nha các bạn. Đó, thì khu công nghiệp Phú Tài là cái khu công nghiệp lớn rồi, nên mình không thể so sánh khu công nghiệp Phước An với khu công nghiệp Phú Tài được. Đó, đây là cái khu công nghiệp Phước An. Các bạn nào muốn đi kiếm việc làm hay là đi hay là thôi giờ mình chưa có biết cái khu công nghiệp Phước An ở khu nào chỗ nào, thì các bạn có thể xem video này đó cho mình biết thêm nha. Biết đâu sau này ví dụ như các bạn cần có một cái công việc làm gì đó thì các bạn có thể ghé khu công nghiệp Phú Tài xin. Và nếu như các bạn không muốn lên Phú Tài thì các bạn có thể ở cái khu công nghiệp Phước An này, các bạn có thể xin công việc đó các bạn làm đó.
thôi chào các bạn nha, hẹn các bạn các video bạn up có tiếp lần sau ạ. Xin chào.